Hello tất cả bác nhé, chào mừng tất cả bác đến kênh Audio 17. Thì mấy ngày hôm nay thì bọn em về rất là nhiều dòng loa để lên sóng tất cả bác. Những loa full 30, full 25, full 40. Và đây là một cái dòng loa full 20 khá là ấn tượng và có thể hiện tại với cái mức giá rất là tốt. Và trong những cái đợt này về những cái nguồn hàng, đặc biệt là những cái dòng loa full 20, với những cái dòng loa như những cái dòng loa NS này, các bác lên trên những cái kênh YouTube mà là những cái chợ âm thanh thì các bác sẽ thấy được cái mức giá của dòng loa này nó không dưới 4 triệu rồi các bác nhá. Thì loa này nếu như mà đang bán với cái mức giá chung như thị trường thì nó giá loanh quanh tầm khoảng 4,5 triệu, 4,6 triệu cho một đôi loa này. Ngày hôm nay em sẽ hỗ trợ cho tất cả một mức giá rất là tốt cho những bác khách hàng đặt tiên phong về cái lô loa này các bác nhá. Loa này thì gần như là không có một vết sức sẹo hết, loa này về rất là đẹp. Đấy, màng miếc mọi thứ các bác này. Đợt này với những cái dòng loa bản này bọn em về rất là kỳ lưỡng. Được cuốn lại hết tất cả các màng cò luôn các bác nhá. Đấy. Và những cái e căng mà có thể là nó bạc hơn một tí này, mình có thể mình spa, mình lướt qua một nước sơn, bay qua một nước sơn là phải nói cực kỳ là đẹp luôn. Và đây là một đôi loa gì ạ? Đây là một đôi loa 20. Một đôi loa full 20 nhưng mà được đánh giá với những cái chất âm mà nó ngang tầm, có thể là hơn, nhỉnh hơn những cái loa full 25 luôn các bác nhá. Tại sao lại nói như vậy? Đây là một cái dòng loa cho công suất của nó, một đôi loa full 20. Nhưng mà công suất của nó là gần như là ngang ngửa và thậm chí nó hơn cả những dòng loa full 25. Công suất của nó lên tới 250W các bác nhé. Và thậm chí với những cái dòng loa full 25 trên thị trường, công suất nó loanh quanh cũng chỉ có tầm khoảng 200-250 bình thường đúng không ạ? Và đây là một đôi loa full 20 nhưng mà công suất của nó lên tới 250W các bác nhé. Chơi ạ, nên em nói thật sự các bác là chơi. Lời lẽ kể cả bát tép con này phải nói là siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn. Và đặc biệt là một cái đôi loa này nó là một cái gì ạ? Nó là một cái sản phẩm cứu cánh cho tất cả các bác. Ví dụ như những nhà bác nào đang sử dụng những cái đôi loa nằm full 25, full 30, hay là thậm chí ví dụ như những nhà bác nào đang sử dụng những cái gì ạ? Những cái dòng âm ly, những cái con Jaguar 203, 506. Đấy là những cái dòng cứu cánh cho tất cả bác là tốt. Ví dụ bác có thể tận dụng được, các bác có thể tận dụng được những cái con âm ly nhà mình. Hoặc là theo một cái hướng người ta gọi như là hướng classic, nghĩa là theo một cái hướng cổ điển. Nghĩa là vừa cổ điển mà vừa hiện đại. Các bác vừa mới có thể sử dụng chơi âm ly được, mà các bác có thể sử dụng một đôi loa hiện đại tân thời để các bác chơi, thay vì các bác chỉ dừng lại được ở những đôi loa nằm, đúng không? Chỉ những đôi loa nằm. Những đôi loa nằm hát cái tiếng nó khá là bí, gần như là không thoát tiếng nữa. Ví dụ như cách đây vài năm về trước thì đôi loa nằm nó cũng là một cái giải pháp rất là tốt cho tất cả bác luôn, nhưng mà hiện tại gần như là cái tai mình nghe rất là khôn ra rồi. Đấy, nghe những cái dòng loa full nó quen rồi. Okay, các bác nghe qua nhà hàng xóm, các bác nghe qua loa full là nghe đã thấy sướng rồi. Về nhà mình mà nghe một đôi loa nằm thì cảm giác rất là khó chịu, đúng không ạ? Đây là một đôi loa với một mức giá mà ngày hôm nay em để cho tất cả bác một mức giá cực kỳ là tốt luôn. Em chỉ gợi ý cho tất cả bác nhé, loa này thì em đang niêm yết tại cửa hàng mình em là hơn 4 triệu một đôi. Ngày hôm nay bác nào xem được cái video của em và bác nào gọi được hàng tiên phong ngày hôm nay, em bán cho bác một mức giá siêu hấp dẫn luôn, được chưa? Gợi ý cho tất cả bác một tí là dưới 4 triệu. Đấy, còn loa này khi mà em đã niêm yết lên thì chắc chắn là nó sẽ là một đôi loa phải hơn 4 triệu một đôi loa này. Loanh quanh đâu đó tầm khoảng 4,5 triệu. Đó các bác nhé. Này bác nào quan tâm yêu thích liên hệ luôn cho em theo số điện thoại ở phía dưới màn hình. Các bác sẽ chốt được đôi loa này. Những cái đôi loa đẹp nhất và những cho tất cả bác những cái chất lượng âm thanh các bác cảm nhận được âm thanh mà nó sống động nhất trên một đôi loa NS, một thương hiệu của Mỹ các bác nhé. Đây các bác, cho các bác nhìn xem vỏ tép này. Tép của NS này các bác này. Tép của NS này các bác nhé. Thì con này nó có một cái điểm đặc biệt khác hơn với những cái dòng khác, ví dụ như những cái dòng phễu nhựa thì các bác sẽ thấy nghe ra được cái cảm nhận chất lượng âm thanh nó sẽ không được sắc sảo, nó sẽ không được gọi như cái độ phủ tiếng, nó sẽ không được bay. Ở đây là một cái dòng loa sử dụng cái họng composite, cái họng polymer cứng, và cái đặc biệt là cái họng này thì nó cho một cái chất lượng âm thanh rất là tốt luôn anh, độ phủ rất là xa, nghe tiếng cực kỳ là sáng luôn. Đây là các bác của em đây, bác có dòng loa bát NS full 20, full 20 gần 26 luôn các bác này. Đấy, siêu đẹp luôn. Loa này thì em bao hay tuyệt đối cho tất cả bác luôn, trong vòng 7-10 ngày về các bác trải nghiệm thoải mái. Đấy, gần xanh gần tắm dầu các bác này, siêu đẹp luôn. Đấy, bông tư âm được phủ kín luôn các bác nhé. Loa này bông tư âm được phủ kín từ đầu này, tới này, từ bát lên tới tép này. Ở phía sau là có cả cái lưới ngăn côn trùng các thứ, bụi bọ các thứ luôn cho các bác luôn nhé. Đấy, bông gọi như là gì ạ? Ngăn bụi luôn này, siêu đẹp luôn, đúng không? Đấy, phân tán những chất lượng các bác. Loa full 20 nhưng phải nói thật sự là quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn các bác nhá. Bác nào đang quan tâm yêu thích thì liên hệ đối với 17 các bác nhá. Đây là một dòng loa được thiết kế dòng loa thùng cân. Dòng loa thùng cân sơn sần các bác nhá. Dòng loa thùng cân sơn sần. E càng tem mát của dòng loa NS đây. Quá đẹp luôn các bác. Đây là một đôi loa được đánh giá rất là cao và có thể đi hiện tại luôn. Trước mặt tất cả bác đây là loanh quanh được khoảng 12 đôi các bác nhá. Mà trưa nay bọn em mở livestream rất là nhiều. Trưa nay livestream chắc tầm khoảng 3-4 đôi thôi. Nói chung là mấy ngày hôm nay đứng cố gắng qua những cái video, những gọi như là live stream được một lúc thôi,
đấy, nó bị hụt hơi nên rất là khó nói chuyện đấy. Nên là ví dụ như bác nào đang quan tâm, bác nào yêu thích thì liên hệ đến 17 theo số điện thoại phía dưới màn hình các bác nhé. Bác sẽ nhận được một cái dòng sản phẩm đẹp nhất của dòng Venus với cái model của nó là KX708 này các bác này. Đấy, KX708 siêu đẹp luôn, siêu hấp dẫn luôn, với một mức giá tốt trong cái ngày trung thu ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả bác rất nhiều. Nếu bác thấy video hay thì nghĩa cho xin một like, một nút đăng ký kênh để có những động lực ra những cái dòng sản phẩm tiếp theo phục vụ tất cả bác. Cảm ơn tất cả bác rất nhiều ạ. Xin chào tất cả các bác.